Thông tin được nhóm chuyên viên an ninh của Google tiết lộ, song không nêu cụ thể tên các trang mạng bị tin tặc sử dụng để cấy mã độc nhằm thực hiện các vụ tấn công. Theo đó, nếu truy cập các trang mạng này, người dùng có thể bị cài đặt phần mềm theo dõi với khả năng đánh cắp dữ liệu. Đáng chú ý, phần mềm độc hại này có thể tiếp cận những ứng dụng tin nhắn được mã hóa như Telegram, WhatsApp hay iMessage. Các mã độc được phát hiện trong hầu hết hệ điều hành từ iOS 10 đến iOS 12 hiện hành. Google đã thông báo cho Apple về các vụ tấn công này hồi tháng 2, và ngay sau đó, Apple đã cập nhật bản vá lỗi cho hệ điều hành iOS 12.1.